You could meet a spy and find romance. You could even win the Tour de France. Or you might as well enjoy the dance. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Good morning Sunshine, xin chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Và đây là chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay, thứ sáu rồi, cùng với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Vinh. Chào tất cả quý vị, mời quý vị thức dậy uống cà phê. Chào chú Cơ, anh Kiểm. Tôi đã uống ly cà phê thứ hai rồi. Xin chào quý vị khán giả của Radio Cà Phê, với là khách hàng cà phê, cũng như chào chị Tường Vinh, chào Vũ Kiểm. Vũ Kiểm được chào tay ngồi quý khán giả sở cửa hàng cà phê. Cháu chào chú Cơ ạ. Cháu nhớ ăn nhiều, học giỏi và giúp cha mẹ nha. Cứ sừng làm nghe, nghe không ra làm sao cả. Chị biết là tôi còn một cái sườn nấu cao à. Dạ, cao sừng trâu đấy, đúng tuổi trâu luôn. Cứ sừng làm nghe. Người ta nhỏ thì người ta gọi là chú được. Nhìn cái mặt mình là gì đó, vũ khí đá. Vũ khí đá mà kêu chú Cơ bật chú. Thì để con cái phản ứng làm sao khi mà xưng viên mà xưng hô con như lại chú. Dạ. Nghe nó làm sao? Vẫn là như thế. Anh có nói đúng rồi. Anh có ngàn đời, anh có nói ngàn đời thì nó vẫn là thế, không bao giờ thay đổi. Dạ. Nhưng mà phải nói ngày xưa ông chú từ nội tiền với con Kiều yêu là trong đó ông chú Đạt đó, tức là ông là cái người đóng vai chú đó, là có một cô yêu ông. Dạ. Cô nữa nổi tiếng. Rồi dạ. Tôi đó. Thì đó off air ra ngoài phòng phát thanh gọi chú tôi sướng lắm. Ốp. Trời ơi, người ta đi tiểu tiết đi soi tiểu tiết. Đúng rồi. Người mà vạch lá tìm sâu hay là tiểu tiết không làm việc lớn được anh ạ. Tôi không cần làm việc lớn, tôi cần làm việc nhỏ. Đúng. Dạ. Tôi mà việc lớn hay việc nhỏ gì tôi cũng coi trọng, người ta cũng coi nhau. Dạ. Điều quan trọng bằng nhau hết. Quan trọng Tường Minh có một cái này để nói cho chú Cơ nghe, mà Tường Minh thấy không có quan trọng nên là Tường Minh không có chuyển lời lại cho chú Cơ. Có một thính giả lớn tuổi cứ gặp Tường Minh là nói là chú Cơ nói cái câu này sai rồi. Nên hỏi là câu gì lại gửi email cho Tường Minh luôn. Thì mình thấy con thì cũng thấy cái đó không có phải là chuyện lớn, thành ra thôi thì cũng không nói làm gì. Hôm rồi cũng gặp lại thì chú nói chứ con có đọc email của chú không, có chuyển lời cho chú Cơ không? Cái con quên mất, hỏi chứ ủa cái gì vậy chú? Nói chú Cơ nói cái câu này sai rồi, người ta nói là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột chứ không phải là thiền chài. Tại sao chú Thơ cứ nói là nhà giàu đứt tay bằng thiền chài đổ ruột, ăn mày nó mới vần? Cái con nói ủa mày cái chữ thiền chài nó cũng vần mà vần ai mà nó vẫn vần đấy. Tôi cũng có ý kiến việc này mà từ xưa giờ tôi nghe như vậy thì tôi nói lại như vậy, có thể tôi sai thôi. Miền biết. Miền. Có thể là thí dụ như là người ta đổi ra quê ở miền biển thì người ta thuyền chài, nói chung là cái thuyền chài với cái ăn mày thì theo Tường Minh nó trộm nghĩ thôi, là nó cũng là chỉ cái giai cấp bần cùng, những người nghèo và người giàu. Dạ. Yeah. Mà nghĩ người thuyền chài nó khác người ăn mày. Người thuyền chài họ có sức mạnh ghê lắm, thành ra khi họ đổ ruột họ mới đau. Chứ còn người ăn mày thì giống như là nhà giàu thôi, nhưng mà họ đổ ruột là họ đã đau rồi. Họ cũng đến nỗi đổ ruột họ mới đau, họ đã sức sơ là họ đã đau, chứ còn thuyền chài là đổ ruột mới đau. Thì tụi mình trộm nghĩ thế thôi. Dạ. Thứ nhất cái đó nó là ca dao hoặc là tục ngữ, nó là như vậy, phải là như vậy. Còn bây giờ nói về ngành nghề
thiền trài với ăn mày nó khác nhau một ly một lần. Ăn mày là cái người không có nghề, thiền trài là cũng có cái nghề. Dạ, nhưng mà cực khổ, nói chung là người nghèo. Tục ngữ nó là như vậy. Không, ca dao tục ngữ nó cũng căn cứ trên đời sống. Đây là hai cái đời sống, hai cái người soạn, một người sướng và một cái người mà người biết ra ca dao tục ngữ. Em không có nói họ sai, tùy theo cái vùng miền họ họ dạ. Quá truyền thuyết. Dạ. Nó có nhiều biến thể lắm. Dạ. Không, đúng, đúng, không phải. Từ mình thấy là qua mỗi cái vùng miền á, những cái tục ngữ ca dao hay những cái này cái kia nó biến thể đi. Dạ, nó theo cái... Dạ, nó căn... Đúng rồi, từ mình thấy cái đó có. Thí dụ như cái câu này ở đây, thì người ta nói như thế này, ngay cả một cái con cá, một cái loại thực vật, mỗi vùng miền nó có một cái tên gọi khác. Thành ra khi mà đi vô cái vùng đó, người ta... Nó biến... Dạ. Nó biến thể ra một chút thì đối với Tường Minh cái đó không có phải cứ khăng như sách Tường Minh có. Cái đó quan trọng, cái đó yeah. Là văn hóa nước nhà. Ồ oh, vâng. Cái này tôi nói siêu đó chứ tôi nói đùa. Thì ý kiến của anh em tôn trọng, em không cãi. Dạ. Dạ. Mọi dạ. Thì không, cái suy nghĩ của Tường Minh thì nó khác. Anh Kiểm là viết ra chữ nào thì phải đọc đúng như chữ đó, sai một lệch đi một tỷ cũng không được nữa. Ngay cả Tường Minh biết là ví dụ như là chữ ướt với chữ ướt thì anh Kiểm phải ướt thì anh Kiểm mới chịu, còn ướt là không là không chịu, còn miền Nam chúng em là cứ ướt cả. Dạ. Yeah. Thì anh cứ ngồi thì viết hay khác nhau, nhưng mà đi ngồi mà bắt bẻ những cái đó thì viết thì phải cho đúng chứ. Thì không nói là viết là đúng, chú cơ đã nói rồi, nhưng mà khi mà nói chuyện á, khi mà nói chuyện anh cũng bắt bẻ từng chữ như thế đấy. Dạ. Yeah. Yeah. Cái không em cái chuyện là khuôn khổ. Cái chuyện tự gì khi mà đưa ra cái vấn đề đó là tự mình muốn nói về cái khuôn khổ, người ta đặt ra những cái khuôn khổ rồi người ta phải theo đúng cái khuôn khổ đó mới được. Còn một cái nhận xét như thế này này, cái đời mình cả gì mình biết mình tưởng là trúng đó, là chưa chắc mình yeah. trúng, thành ra nếu có ai nói gì cả thì mình phải chấp nhận trước cái đạo yeah. sau đó tính sau về sau thì, cái vấn đề là cái khuôn khổ người ta đã in cái khuôn khổ đó ở trong một cái xã hội theo cái khuôn khổ đó mà nó có biến tướng một chút hay là nó có sinh sôi một chút, nó khác đi một chút thì người ta không có chấp nhận được, mặc dù là nửa chữ hay là một chữ hay là bất cứ gì, cái đó là khuôn là cái khổ rồi, cái đó là văn hóa nước nhà rồi, cái đó là đủ thứ cái mà người ta đặt ra cho nó một cái khuôn khổ. Cho nên đó là Tường Minh có một cái này rất là vui để mà có thể chia sẻ đến với quý vị, bởi vì đọc thấy cũng khá là lý thú. Cũng về cái vấn đề khuôn khổ mà chúng ta cũng đã nói trước đây cũng vài lần, về cái định kiến ha. Cái câu bài thơ như thế này, nó cũng không dài lắm đâu, mời quý vị nghe nha. Bà em, tựa bài thơ là bà em. Bà em mắt tím môi trầm, phóng xe ầm ầm chẳng sợ công an. Váy bà dài độ hai gang, tiếng Anh tiếng Pháp bà phan ào ào. Bà em thích đi quốc cao, thích lướt Facebook thể thao nhảy đầm. Ra đường bà đeo kính râm, mặc áo hở ngực, tay cầm túi da. Miệng bà cười nở như hoa, mấy anh trai trẻ xích xoa bần thần. Bà em rất sợ tăng cân, nhưng thích đồ nướng, thích gần quán bia. Thích chụp ảnh, thích cà phê, thích chơi game, thích chạy xe đường dài. Hôm nay cô giáo ra bài, làm văn miêu tả đề tài bà em. Em tả giống hệt như trên, cô bắt làm lại. Bảo thêm em rằng, đã là bà là phải rụng răng, tóc bà phải trắng như trăng trên trời. Là bà thì không được ăn chơi vì mắt bà kém và môi ăn trầu. Là bà thì phải ngồi khâu, không được ngồi hát karaoke. Là bà không được lô đề, tuyệt đối không được phóng xe ào ào. Em nghe không biết thế nào, phải về hỏi mẹ xem sao vụ này. Tả sai thì sợ không hay, mà tả đúng thì sợ ăn ngay trứng gà. Trứng gà là điểm không đó. Tiện đây xin hỏi cả nhà rằng em phải tả về bà sao đây? Cái chủ đề ngày hôm nay là như vậy. Khi mà người ta, ngay cả từ trong nhà trường và xã hội, người ta đặt ra những cái khuôn khổ đó, giống như là cô giáo nói là bà thì phải là tóc trắng, phải ăn trầu, phải ngồi khâu, phải thế này thế kia đủ thứ. Cái này là cái thực tế trong xã hội luôn. Người ta cũng đặt ra những cái khuôn khổ như vậy. Lớn rồi là phải như vậy mới được.
lớn rồi mà như kia nọ là không đạo đức, là lố lăng, là rất là nhiều những cái từ ngữ rất là nặng. Cái này là nó rõ ràng lắm. Là tại vì sao? Cái xã hội Việt Nam bây giờ, cái nền giáo dục Việt Nam bây giờ nó đi vào cái chỗ tắc trách, nó được cái chỗ tắc nghẹn, là tại vì cái gì cũng văn mẫu, cái gì cũng là bài văn mẫu. Nghĩa là bây giờ làm một bài luận là phải có bài văn mẫu, rồi chấm theo cái cách viết của cái bài văn mẫu đó. Nếu viết sai là không có được. Thành ra cái chuyện này nó nói lên cả một cái thực trạng xã hội mà miền Nam, miền Bắc, cả nước Việt Nam bây giờ, thành ra mình bàn một giờ cũng không tới. Thì đó, để cho quý vị có thể gọi vào để mình có thể nói về cái vấn đề khuôn mẫu. Khi mà chúng ta đã có một cái khuôn mẫu trong xã hội rồi, chúng ta có một cái khuôn học mẫu trong cái đầu của chúng ta rồi. Viết văn cũng khuôn mẫu, làm thơ cũng phải đúng. Thơ thì phải có khuôn mẫu chứ, phải có vần. Làm thơ mà không có vần, không có ra gì. Dạ, đúng. Đúng, chú Cơ nói là thơ tự do, viết có những bài rất là hay ha. Chứ không phải là cứ phải đã những cái loại thơ tự do là thơ tự do, nhưng mà thí dụ như là anh đi cơm đặc bơ lây, đó là cũng thơ tự do vậy, rất là hay mà nổi tiếng. Đó không phải tôi không nói nữa, tại vì cái đó là lục bát mà bộ bút tre, cái đó mới là gọi là cải biên để mở miệng. Thì cũng là thơ. Thì đúng, thì nhưng mà nó vẫn để đời, nó vẫn để đời, người ta vẫn nhớ. Tùy Yên là Tài Nguyên Sa và những người khác. Đó là phải, lục bát là phải cái người đó mới được, người khác không mới là lục bát à? Làm sao, tại sao là cái theo phải cái niêm luật của nó không, mà thì, nhưng mà không phải là cứ lục bát là phải cái Ngô Thùy Yên mới. Xã hội nó tiếp đời con người nó cũng tiến nữa, tức là cái thời gian tôi không tranh luận về cái ý thức hệ, tôi đang tranh luận về cái niêm luật của thơ. Nhưng mà thì tha vậy thì anh nói như vậy thì không ai cãi anh hết. Anh nói chứ thơ là phải của người này mới là thơ, cái người kia mới là thơ. Thì không phải, anh mới nói là thơ là phải Ngô Thùy Yên, thơ phải anh nói như vậy. Tự do là tự do, chứ không phải tự do là người phải theo cái không, cái người đó không phải là khuôn mẫu của thơ tự do anh ạ. Đấy, sẽ mở like, không phải là trên đời này chỉ có một nhà thơ đó thôi, có rất là nhiều những nhà thơ khác và nó chị Tường Vinh với tôi là chúng chắc. Bây giờ thì đó, cái vấn đề của ngày hôm nay là khuôn mẫu nha quý vị. Mời quý vị gọi vào 7139311560, 7139311560, cũng như là trên Facebook quý vị có thể comment ở phía bên dưới về cái đề tài của ngày hôm nay là về vấn đề khuôn mẫu. Khi chúng ta tự đặt cho mình những cái khuôn mẫu hay là những cái khuôn mẫu xã hội, thì quý vị thấy là có phải là cứ phải đúng ép đúng cái khuôn đó thì là mới là một cái người được, còn nếu mà nó hơi lệch ra, nó ra ngoài một tí xíu là quý vị sẽ thấy nó không phải, không đúng, sai rồi. Giống như là cái bài thơ mà Tường Minh vừa mới đọc tả về cái người bà, tại vì cái này cũng là một cái kỷ niệm đau thương khi mà Tường Minh chia sẻ, bởi vì hồi xưa cũng vậy nữa. Khi mà tả văn về cái ngôi nhà của em á, thì 75 xong thì gia đình đi kinh tế mới, rất là nghèo, rất là khổ. Rồi ở trong một cái nhà cũng rất là tồi tàn. Thành thử ra khi cô giáo cho ra cái đề văn là tả cái ngôi nhà, thì tụi mình tả y chang cái ngôi nhà. Tại mình thấy sao mình biết vậy, cái ngôi nhà tồi tàn của mình. Thì cô giáo đã gọi lên nói là không có được. Nhà là phải có một phòng ngủ, một phòng khách, có sân trước, rồi sân vườn sau, rồi có bếp, có này kia, em về em làm lại đi. Thì về nhà khóc quá chừng luôn. Cái xong cái mẹ hồi xưa là dạy văn khoa mà, thế là mới mét mẹ, thì mẹ mới đi vô trường gặp cô hiệu trưởng. Thì cô hiệu trưởng mới kêu là đưa cái bài đó ra cho cô coi. Thì cô coi xong thì cô cho cái bài đó 10 điểm luôn. Văn khó khi nào có được 10 điểm lắm. Cô mới nói là cái bài này cô cho 10 điểm. Thì cái đó là cái kỷ niệm hồi tuổi thơ, lúc đó mới có học lớp 3, lớp 4 gì thôi. Mời quý vị gọi nha, 7139311560. Xin mời một khán giả trên đường dây với số cuối là 4247. Hello. Dạ xin chào. Xin chào. Cô ơi, tôi cái tiếng cái đài phát ra bữa nay cái ông Vũ Kiểm với ông Thạch Cơ nói không có nghe tiếng này giống như mấy người trăm vậy. Thấy dấu rồi mà xin điều chỉnh lại nghe phone không có tiếng, tôi chưa kiểm rồi, nãy giờ nói biết bao nhiêu luôn anh Cường ơi.
Quên mở microphone, dạ. Cứ lo cãi. Cãi xung quá đến nỗi mà nãy giờ cả 10 phút mà bao nhiêu là chuyện rất là hay ho thú vị mà lại không có nghe hai người nói thì quá là phí luôn. Phí thiệt là phí. Dạ, không nói thì để cho ông Vũ Kiểm nói nha, từ mình trên nước ông ấy ông tức cũng chết. Dạ, cắt luôn, dạ, giận quá không biết bữa nay ăn nhầm phải gì nữa. Dạ. Cảm ơn chú nha. Thôi trở lại với chương trình của ngày hôm nay thì chắc là quý vị trong cái phần 1 cũng nghe được cái bài thơ rồi về cái khuôn khổ. Người ta đặt ra khuôn khổ cho người phụ nữ, khuôn khổ cho người đàn ông, khuôn khổ trong xã hội. Kể cả những cái bài văn, những cái bài thơ cũng có những cái khuôn khổ. Như là sách viết như thế nào thì phải chép lại y chang như vậy. Sai một chút thì là nói, ô cái này không đúng rồi. Về đơn cử là cái câu mà hồi nãy trong phần 1 thì mình có nói là thính giả nói là chú Cơ nói cái câu ăn mày đứt tay, nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột thì nó mới đúng. Còn nếu mà chú Cơ nói là nhà giàu đứt tay bằng thuyền chài đổ ruột là sai rồi. Đó là như vậy thì Tường Minh xin lỗi. Không phải bằng thiếu một chữ bởi vậy. Không, cái chữ không rồi. Bằng chứ không phải là bằng ăn mày đổ ruột. Dạ, không. Thì không giờ cái chữ đó cũng quan trọng, chữ thuyền chài với chữ ăn mày nó khác nhau thành ra. Dạ, cái dạ, chữ thì quan ok, giờ dạ, thì đó quan trọng đi, nhưng mà cái chữ tôi muốn nhấn mạnh cái chữ ăn mày với chữ thuyền chài nó khác nhau là ở cái chỗ rằng người thuyền chài sức khỏe ghê gớm lắm, cho nên họ đổ ruột họ mới đau. Còn người nhà giàu đứt tay là đau rồi. Dạ, chỉ có đứt dạ tay đó thôi là làm lớn chuyện, giống như là cái người ăn mày hay đường người thuyền chài đó. Đức tay có chút xíu thôi. Bây giờ nhớ mà microphone lên chưa hay là dạ lại coi như là có rồi, có rồi, có rồi. Anh nghe gì nó đã biết thôi. Dạ. Thì đó, nghĩa là cái khuôn mẫu là như vậy, sách vở đó là như vậy. Thiếu nhiều mà đi ra ngoài, nó có biến tướng, biến thể một chút thì người ta không có chấp nhận. Vậy thì có nên chấp nhận những cái biến thể hay là những cái biến tướng khi mà trong những ngôn ngữ hay là văn chương hay là ca dao hay tục ngữ hay mở rộng hơn là trong xã hội, nếu mà nó vượt ra ngoài những cái khuôn khổ đó thì quý vị là người thoải mái chấp nhận hay là quý vị nói không? Chị Tường Minh, Bộ Giáo dục Việt Nam họ theo cái khuôn mẫu cho nên họ mới có một bộ trưởng giáo dục là nó ngầm. Yeah. Vừa rồi bây giờ chúng tôi sẽ mời một khán giả trên đường dây với số cuối là 6419. Hello. Dạ, dạ mời chị. Dạ. Dạ mời chị nói đi dạ. Tôi tên là Lê. Mời chị Lê, chị nói đi, là được rồi. Cái chương trình này rất là hay. Rồi cái bài thơ mà hồi nãy cô Tường Minh đọc đó, mà em bé mà tả người bà của mình đó. Dạ. Thì theo tôi nghĩ là tùy cái môi trường xã hội, giống như em bé tả người bà của mình trong cái môi trường mà bây giờ sống là cái môi trường A cộng, thì là người bà vậy là em bé tả rất là thực tế. Còn cái người bà mà cô nói á, cô giáo người bà thời bà mình thời giống như là tôi bộ trưởng nhà đó, dạ thời mẹ tôi dạ là đúng, dạ. Chứ còn giống như là em bé đâu có biết cái thời đó đâu, dạ. Tại vì bà của em đâu có ăn cầu đâu, đâu có mai vá đâu. Dạ đúng rồi, nhất hạn là cái thời này thì là bà đi chơi, bà nhảy đầm đồ này kia kia nọ thoải mái, chứ còn cái thời của bà mình với mẹ mình thì đâu có những cái đó. Đó, thành ra là tôi thấy là em bé cũng đúng mà cô cũng đúng. Vậy thì cô không có chịu, cô không có chịu, cô nói là phải theo cái người bà là cái khuôn hồi xưa giờ xã dạ hội đã đặt ra rồi. Mình, bà gì mà hả nhảy đầm. Mình thấy là xã hội mỗi cái thời mỗi khác đúng không? Dạ, hồi xưa ví dụ như là nhất hạn là con gái rồi muốn đi chơi đâu là phải xin mẹ trước 2 tuần, mà đến giờ cuối bạn tới rủ em mà mẹ không cho là thôi cũng khóc đi vô, chứ không có. Còn như thời này nó muốn đi đâu cũng đi, nhiều khi nó đi nó còn không nổi nữa. Yeah. Cô thích cái mẫu người nào vậy cô? Bây giờ là cái định kiến cái khuôn mẫu đó, hồi trước cách đây vài hôm mình cũng có nói về cái chuyện ăn mặc một chút xíu đó, là người ta vẫn nói là cái khuôn mẫu là 60 tuổi rồi ai mặc bikini, 60 tuổi rồi phải ăn mặc thế này thế kia thì mới đàng hoàng, mới đứng đắn. Còn cái kia là lố lăng, nó cũng là một cái khuôn mẫu. Vậy thì cô có thích vượt ra cái khuôn mẫu hay là vẫn lúc nào cũng phải ở trong cái khuôn mẫu như vậy thì mới được? Thì cô Tường Minh hỏi thì tôi xin trả lời rằng tôi năm nay 72 thì coi như là tôi lấy cái khuôn mẫu là chính giữa, kiểu như nửa A chồng mà nửa xưa xưa chút.
Vẫn mặt đầm. Được, dạ. Vẫn mặt đầm. Vẫn mặt đầm nhưng mà đầm dài suốt. Thế là cái màu vải hay là cái màu, cái bông đồ này kia thích hợp với cái lứa tuổi thì nó hay. Thì mình quan niệm vậy. Còn nhiều người thì là cũng màu sắc lè lẹt, rồi mặc áo hay dây đồ này kia cái nọ thì mình thấy là cái đó là quá đáng. Tại vì nó xin lỗi cái giờ lớn tuổi rồi hả, thịt da đồ nó nhão nhoét và xô ra đâu có đẹp đâu. Con gái nó tròn trịa, nó láng rồi này kia nó mới xô ra, nó mới đẹp. Người ta nói tốt khoe xấu che, đúng không cô? Dạ, dạ thì đó cũng là một cái khuôn mẫu, nghĩa là cô có thể ra dạ. được chút xíu thôi, nhưng mà cũng phải quay lại trong cái khuôn khổ của xã hội mình đã định ra rồi là phải như vậy, như vậy chứ không có thể giờ khác hơn là lè loẹt là diêm vua. Dạ vâng, thì để mình nghe ý kiến của tất cả mọi người thôi, không có ai sai, không có ai đúng hết nhé. Để dạ. mình hiểu được cái dạ, suy nghĩ của dạ. xã hội, mọi người nghĩ như thế nào trong cái vấn đề này thôi ạ. Dạ, bye. Dạ, cảm ơn cô. Mà chúng tôi xin mời 3773. Hello. Dạ. Dạ, thưa chào, tập án và tôi tên dạ, Nguyên. Dạ, chị Nguyên. Dạ. Dạ. Cái câu chuyện này làm tôi nhớ lại cái chuyện tôi nói thiệt với quý vị, tôi ghét nhất là cái anh Khổng Tử và hai cái chữ khuôn vàng thước ngọc. Tại sao phải khuôn vàng, tại sao phải thước ngọc, không thể nào đi ra khỏi được cái đó hay sao? Dạ. Thật ra nó làm cho tiền tệ con người. Đối với tôi đó, nếu mà một người 70 tuổi mặc bikini cũng không sao, chứ điều kiện là người đó có một thân hình đủ để mặc bikini. Yeah. Chứ nếu mặc cái bikini mà nó lòi ra 3-4 ngón thì người ta nhìn chỗ khác thì cái đó là cái, nhưng mà người ta vẫn có quyền. Dạ yeah, đúng. Nhưng mà có một cái này là tại vì cái người Việt Nam mình khuôn mẫu là phải cái dáng vóc như vậy thì là nó mới đẹp. Nhưng mà thí dụ như mình ở bên Mỹ ra, cô đi ra bãi biển, cô thấy những người họ không có cái dáng vóc đẹp, họ mập, họ là cũng có mỡ có ngấn, nhưng mà họ ra ngoài đường, họ đi ra biển, họ vẫn mặc đồ tắm rất là tự tin, rất là vui vẻ. Đâu có vấn đề gì đâu hả? Đối với tôi thì không có vấn đề gì hết nếu họ tự tin. Nhưng mà có kẹt một cái đó là những người nhìn chung quanh đó họ sẽ thấy ồ sao mà nhiều ngấn quá, mà mặc gì chi sao không che nó bớt. Thì tôi có cái câu chuyện tức cười, cái cô gái trẻ có chồng, xong rồi một ngày đó bà má tới nhà, xong cái cô mở cửa ra, bà má không gọi trước, cô mở cửa ra, cô không có quần áo gì hết. Cái bà má hỏi con làm gì vậy, thì cô trả lời dạ con má tới mà không có cho con biết, con tưởng đó anh ấy về. Chồng con về con đón vậy hả? Nói dạ anh ấy rất là thích con mặc bộ đồ Eva. Chị có từ chị Nguyên có biết cái chuyện mà khi ông chồng về ông nói sao không? Chưa, còn tiếp dạ, để cô Nguyên còn kể con biết. Cô Nguyên còn phần dạ. sau nữa dạ. Dạ, hai tuần sau á thì bà vợ suy nghĩ ô tại sao mình không thay đổi, mình cần phải thay đổi. Thì một ngày kia bà cũng làm đủ thứ đồ ăn, có nến có đèn, rồi cũng có một chút rượu, xong rồi cái ăn xong bày quá ngần ngại, bà đi vô phòng. Thì khi bà trở ra đó thì ông chồng đang cầm tờ báo đọc, buông cái báo xuống ngẩng nhìn bà xong cái hỏi bà đang làm như vậy, thì bà nói bà đang mặc bộ đồ Eva. Thì ông chồng nhìn từ đầu tới chân, từ chân lên đầu cái, xong ông chồng chỉ phán một câu: bộ đồ này cần ủi và đọc báo tiếp. Cảm ơn chị. Ông chồng này thiệt luôn. Chị hiểu không? Tôi là đoán trước ý nghĩ của chị đó. Dạ. Vì trở lại với cái vấn đề khuôn mẫu thì cô nghĩ như thế nào? Dạ thì mình có quyền mình vượt ra ngoài, nhưng mà mình nhìn xem là cái vượt ra ngoài của mình nó đẹp hơn hay nó xấu hơn. Nếu mà người ta gọi là khuôn vàng mà mình không, mình ra khỏi cái khuôn vàng đó, mình phải ra cái khuôn kim cương, cái khuôn gì đó chứ. Cái khuôn vàng thước ngọc với chứ tư là quá sức mặt cổ, lỗ sĩ, lỗi thời, mà mình không nên áp dụng nó nữa. Là tôi nghe ai mà mấy ông bà già mà nói khuôn vàng thước ngọc phải thế này thế kia là tôi nói trời ơi, bởi như vậy mà đất nước ta và cái đất nước Tàu không tiến bộ bởi mấy cái chữ đó và bởi cái anh Khổng Tử đó. Dạ, cô Nguyên là rất là ấm ức với lại tại vì á, cái đời sống của mình đó, Tường Minh cũng theo phần cô Nguyên một phần đó, là tại vì rõ ràng mình cái cuộc đời của mình quá rất là ngắn ngủi đi, mình thấy một tuần qua rất là nhanh, một tháng qua rất nhanh, một năm cũng ra qua rất là nhanh. Đài Việt TV Radio thì có mặt ở Houston tới nay cũng 10 năm rồi, thấy không? 10 năm chớp mắt một cái, ngày đầu
chú Cơ còn kể leo lên trên tuốt ở trên sân thượng lầu 12 để set up này kia kia nọ. Mà bây giờ quay qua một cái là 10 năm rồi, cuộc đời nó ngắn ngủi như vậy đó. Rồi mình phải theo những cái định kiến xã hội, mình phải theo những cái khuôn này khuôn kia đủ thứ hết. Mình không có sống cho mình một tí nào hết trơn á. Thấy cũng hơi bất công với mình quá. Dạ đúng rồi, người ta có cái quyền sống nhưng mà mình không thể nào lấn lướt qua người khác. Nhưng mà mình sống thoải mái là mình cứ sống, đối với tôi hãy thoải mái và sống. Không có cần phụ thuộc hết. Dạ vâng, cô Thanh Thanh nói là trước khi mà mặc đồ Eva ra thì nên kêu ông già ông mở mắt kiến ra. Dạ, thì ông sẽ không thấy đồ nhăn. Nhưng mà bài thơ của Tường Minh đọc nãy quá hay, quá hay. Dạ, Tường Minh đọc thấy cũng vui. Chia sẻ với lại mọi người cho nó vui ha. Đó là bà ngoại, bà em thời A Còng đó. Mời một thính giả trên đường dây 5860. Chào chương trình. Dạ. Tôi thì tôi nghe cái chuyện mà khuôn và tước ngọc á, thì bây giờ mình phải chia ra hai khía cạnh. Một cái khía cạnh mà gọi là khoa học kỹ thuật á, thì đương nhiên là phải khuôn vàng thước ngọc, không thay đổi được. Và như ở Mỹ đây thì tất cả những cái gì á, nó đều tiêu chuẩn hóa hết. Đó, thay đổi là không được. Đó, mỗi lần thay đổi rất là khó khăn, phải trình giấy tờ rất là lôi thôi lằng nhằng. Nhưng mà cái văn hóa xã hội rồi chính trị nữa thì nó lại không như vậy. Nó chẳng có khuôn vàng thước ngọc gì hết. Thành ra ở Mỹ người ta mới đặt ra hai phe, một phe bảo thủ, một phe cấp tiến. Mà cho nên thì mình cảm thấy mình không muốn thay đổi thì mình cứ theo phe bảo thủ. Còn mình muốn thay đổi thì mình theo phe cấp tiến. Còn cái chuyện mà sống thì mình cứ sống theo cái ý thích của mình chứ. Xứ này là xứ tự do mà. Tất nhiên mình trong cái khuôn khổ nào đó mà mình không có vi phạm, không phiền hà tới ai thì cứ việc. Chứ việc gì mà phải sống. Tôi thấy cuộc đời này nó như là một cơn lốc cuộc đời. Xoay đi xoay lại 5-60 năm là rất là nhanh. Cho nên là tại sao mà mình phải khổ vậy? Thật sự là phải khổ vậy. Thật sự cho nên là thôi cứ sống theo những cái gì mà mình thích. Chứ mà cứ khuôn vàng thước ngọc trong cái đời sống, cuộc sống của mình với cái đời sống xã hội thì mệt lắm. Đó. Dạ. Rất là khổ. Dạ, tôi nói thí dụ như phụ nữ, có như phụ nữ có đi ra ngoài đường là phải trói trên trói dưới, đúng nghĩa luôn, đúng sự thật là như vậy. À, không cho nên là tại sao có tay gọi đâu, tại sao đàn ông ở trong đường phụ nữ không, cho nên cái chuyện đó, cho nên là nó và cái nó là như vậy, xã hội đó là như vậy, mình cứ sống sao mình lại thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc là được. Chứ mà cứ khuôn vàng thước ngọc đủ thứ thì khổ lắm, mệt lắm. Trong văn chương, trong tục ngữ ca dao thì nó, tụi mình thấy có nhiều những cái câu. Nó biến thể, nó biến hóa từ từ, ngay cả những cái địa danh cũng vậy nữa, người ta cái tên gốc là như vậy, rồi người ta gọi, từ từ nó gọi chệt, gọi trại, rồi từ từ nó lại thành cái gọi chệt, gọi trại đó, thành ra cái tên chính thức luôn, thì nó cũng có, đó là những cái biến thể, hay là gọi chệt đi, nói chệt đi, rồi riết, rồi người ta, dân gian người ta nói riết, rồi thành ra cái tên chính thức luôn. Thì cái điều đó cũng có rất là nhiều, như là Hội An, như là kể cả Sài Gòn, rất là nhiều những cái địa danh mà cái khởi đầu nó không phải là như vậy. Rồi riết, rồi sau một cái thời gian thì nó sẽ biến thể qua một cái khác và thành quen luôn. Thì cái vấn đề mà chúng ta cũng đặt ra vừa trong xã hội và vừa trong văn hóa thì quý vị có chấp nhận những cái điều đó hay không, hay là sách vở cổ xưa ghi như thế nào, từng chữ là chúng ta phải nguyên văn, phải nói lại, phải cho đúng, mình nói sai là sai rồi. Mời một khán giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, tắt giùm Tường Minh cái radio, cái TV có Thanh Thanh Nguyễn nói là ông Khổng Tử ông có thù với đàn bà. Ông có thù, ông control đàn bà thôi. Dạ. Mời một khán giả trên đường dây 2-3-6. Tắt giùm cái radio TV thì chúng ta mới nói chuyện được nhé. Và chúng tôi mời quý vị gọi tắt radio chứ không phải tắt TV, tắt điện thoại, quý vị tắt luôn điện thoại ha. 7139311560 về cái chủ đề của ngày hôm nay là cái khuôn khổ trong văn hóa, trong ca dao, tục ngữ cho tới ngoài đời, những cái khuôn khổ cho mỗi người chúng ta. Thì quý vị nghĩ như thế nào về những cái biến thể tốt hay là không tốt, kể cả biến thể và biến tướng nữa chú cơ. Biến tướng khác biến thể, biến tướng là biến hình, đủ thứ biến hết. Nhưng ngôn ngữ cũng vậy nữa, bây giờ chú cơ cũng có những cái ngôn ngữ mà sau này, hồi xưa không có, sau này chú vẫn dùng đúng không?
Không thì theo ý tôi thì ngôn ngữ nó cũng giống như là xã hội nó biến chuyển, thì mình sẽ nó có những cái biến chuyển theo. Thế mình thấy cái nào mà mình theo ý mình thấy được thì mình cứ xài thôi, chứ không bắt buộc rằng là cộng sản hay là Việt Nam ở bên Mỹ này. Tại vì here we go. Yeah. Tại vì anh cái gì mà chúng ta thấy nó được và chúng ta cảm thấy rằng là nó ok và nó không có đối với mình tốt thì mình cứ xài thôi. Yeah. Đôi khi ở trên truyền thông mình vô ý mình xài nhầm những cái chữ cũ đó thì người ta vẫn chửi mình, thì cái chuyện đó mình phải chịu thôi. Tôi cũng không trách, bởi vì mỗi người một cái ý niệm đời sống, mỗi người có một cái quan điểm, người muốn bảo vệ, người muốn là đi theo cái cuộc đời mới, thì mỗi người một ý kiến, không có ai bắt buộc với ai cả trên cuộc đời này. Yeah. Rồi, chúng tôi mời một thính giả trên đường dây 9978. Dạ, chào chị Tường Minh, chào chú Cơ và chào anh Vũ Kiểm. Ô dạ, tại vì bà Bảo Bảo nhớ ngày xưa Bảo ở bên đảo, thì Bảo có câu chuyện như vậy. Thì cái chị đó ngày nào chị cũng chiên lạp xưởng cho thằng em ăn hết. Thằng em ăn riết rồi, cái nó hỏi tại sao chị làm cho em lạp xưởng hoài vậy, tại sao chị làm mà chị không ăn. Nói tại tao là chị của mày. Nên em thấy có những cái câu tục ngữ thì nó vẫn còn phù hợp cho tới ngày hôm nay. Tại vì tục ngữ khi họ nói ra là họ nói về cái số chung và phải phù hợp vào cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái xã hội, thì cái câu tục ngữ đó nó vẫn sống vào cái thời điểm đó. Còn có những câu tục ngữ, giả sử khi mình còn ở Việt Nam thì nó đúng, hoặc là ở miền này thì nó đúng với miền này, nhưng mà ở miền khác thì nó đúng với miền khác. Giống như là cái câu của chú Cơ hồi nãy, thì giờ chị từ bên có giải thích là tại vì chú Cơ ở miền đó thì biết về cái phong tục của cái miền đó, thì cái câu tục ngữ đó nó được thay đổi bằng cái từ ngữ. Dạ, nên em nghĩ truyền miệng đó, vậy có dạ. Văn chương truyền miệng với lại cái văn chương chính thống ở trong sách vở thì nó vẫn có một cái dòng văn chương khác, là những cái văn chương truyền miệng thì nó truyền từ người này sang người khác, nó có thể biến thể đi một chút xíu. Dạ. Mình cũng có hay, hồi xưa mình học văn thì cũng có rất là biết những cái văn chương truyền miệng, từ cái câu gốc rồi nó truyền miệng từ cái đời này qua đời khác, qua từng vùng miền nó sẽ biến thể thành ra một cái câu khác mà nó cũng trải trại như vậy. Dạ. Dạ. Từ mình học 4 năm văn của Đại học Tổng hợp hồi xưa, thành thử ra cũng có đọc rất là nhiều sách vở về tục ngữ ca dao về cái vấn đề này. Dạ, cũng giống như mình khi mình còn ở Việt Nam thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mà khi qua Mỹ thì người ta đổi lại là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. À, thì đó, đó thì đó là gọi là văn chương truyền truyền miệng ở phía ngoài đời. Oh my god. Dạ. Hết nước rồi. Dạ. Trong một cái câu đó người ta vẫn truy lần về cái câu gốc, cũng có nghĩa là cái câu gốc của đó người ta viết rõ ràng. Những cái nghiên cứu về tục ngữ ca dao đó, Tường Minh vẫn còn cuốn sách ở đây, là cái câu gốc nó là như vậy, nó sẽ biến thể ra từng vùng miền, nó sẽ trải trại ra thành những cái câu khác, và người ta cũng đưa ra những cái ví dụ rất là nhiều về đó. Sách đó tác giả là ai? Để lát em cho anh mượn anh đọc. Dạ. Rồi tôi cần coi cái đó. Dạ. Trở lại cái lăng kính anh Cơ vừa mới mở ra thêm một cái khía cạnh nữa, chúng ta cũng được quyền, được phép để mà góp ý. Đó là cái chữ nghĩa nó lồng trong cái yếu tố ý thức hệ về chính trị. Nếu mà nói cứ xài được thôi, tự do mà xài, tại sao sứ ngôn viên thường xuyên bị chỉ trích dùng danh từ Việt Cộng? Biến thể cái gì? Không, cái đó là trả lời đi. Cái vấn đề khác. Tại sao đã, khác? Không, cái ngôn ngữ mà từ của Cộng sản với từ này là nó là một cái khía cạnh khác. Mình đang nói là về cái văn chương truyền miệng. Những cái câu chuyện cổ, những cái câu chuyện rồi nó có trải ra như vậy cũng có rất là nhiều ở trong xã hội. Dạ. Yeah. Không cả dạ, chuyện cười cũng vậy nữa, khi mà nó truyền miệng ra bên ngoài cũng là cái nội dung đó, nhưng mà qua cái khu vực này họ kể cái chuyện, cái nội dung đó, nhưng mà họ thêm vô cái này, thêm vô cái kia, thì cái khu vực đó họ nghe như vậy, rồi đi qua cái miền này thì cái câu chuyện, cái nội dung nó cũng tương đương như vậy, nhưng mà nó có thêm thắt vô cái này cái kia, thì cái đó mình tự mình thấy cái đó rất là dễ dàng chấp nhận, chứ không có phải là ô cái chuyện này gốc nó phải là như vậy thì mới được, anh kể như vậy là sai rồi. Dạ, nên theo Bảo nghĩ là có nhiều cái câu nó vẫn sống cho tới ngày hôm nay ở hải ngoại,
nhưng mà có nhiều câu nó cũng sẽ chết, nó sẽ bị thay đổi đi ở hải ngoại này, nên mình sống ở đây thì mình phải chấp nhận cái sự thay đổi, tại khi mình thì cái thay đổi của mình theo chiều hướng tốt thì cái đó là một anh bảo à, nếu như vậy anh cho con anh đi học Việt ngữ làm cái gì? Sao vậy anh? Tại vì cái câu của anh nó không có dính líu gì trong cái vấn đề của người ta đang nói ở đây. Có những cái đánh vần thì phải đánh như vần như vậy, thí dụ như vậy, chữ đó là phải đọc như vậy thì đương nhiên rồi, nhưng mà cái mình tranh luận ở cái chỗ khác, không phải cái chỗ anh đặt câu hỏi đó, nó không có dính líu với cái chuyện này. Thì hỏi khán thính giả coi có dính líu hay không. Không. Ồ dạ, cái này theo Bảo cho con em Bảo đi học tiếng Việt là để nó biết nguồn gốc của nó là người Việt Nam, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là nó biết cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ ngữ của nó, của cha. Cái gì làm nên một dân tộc? Dạ. Ngôn ngữ. Ồ dạ. Chữ nước ta con cái nhà đều phải học. Bây giờ cứ cải biên cải. Rồi, nói như vậy mà cũng nói. À vâng. À. Ồ dạ không, em còn một cái này nói cho anh Kiểm biết, giả sử như Việt Nam mình có ba miền đều nói một cùng một từ nhưng mà đều nói khác nhau hết. Giả sử như Bảo nói là đi về, nhưng mà dạo Bảo viết là Bảo dẫn viết là đi về, thì con Bảo mới hỏi ủa tại sao tại sao lại ba nói đi về mà ba viết là đi về? Tại vì cái miền của ba nó thường là nói như vậy, nhưng mà khi mình học thì mình hiểu được cái ý nghĩa của cái chữ đó. Và khi mình nói là mình thường hay nói về cái danh từ của địa phương đó. Đúng rồi, cảm ơn anh Bảo. Chúng tôi xin chào một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Dạ vâng. Hello chị Trần Minh. Dạ. Dạ chào chị, nghe không? Dạ nghe rồi. Dạ rồi anh ơi. Dạ, chào anh Bưu Kiểm, chào anh Cơ, chào chị. Tại sao gọi là khuôn mẫu? Cái khuôn á, là nó giống như mẫu, mẫu là mẹ. Tại sao là khuôn vàng và thước ngọc? Khuôn là vàng, thước là ngọc, nó giá trị như là vàng, như là ngọc, nếu mà mình đi đúng theo cái khuôn mẫu và đi đúng theo cái công thức. Hồi xưa thầy tôi ông nói có một đoạn, ông nói nếu như mà Đạo Phật còn, giới luật còn thì đạo Phật mới còn. Cũng giống như người ta nói là quân tử tánh như thủy, năng phương, năng duyên, quyển khúc tùy hình. Cái người quân tử lòng dạ như nước, vào hồ thì tròn, vào thùng thì nó vuông. Có nghĩa là phải biết uyển chuyển, nhưng phải lấy cái khuôn mẫu làm chuẩn. Thí dụ hồi nhỏ lúc tôi đọc sách cũng vậy, thầy tôi ông rất là gạn kỹ, không phải là mình muốn đọc cuốn nào cũng đọc được đâu. Có những cuốn là 18 and up mới đọc được, có những cuốn còn nhỏ là mình phải học theo từng sự trưởng thành của mình, từng lứa tuổi của mình. Bởi cho nên cái câu gọi là quân tử tánh như thủy, năng phương, năng duyên, uyển khúc tùy hình. Tại sao người quân tử mới năng phương, năng duyên, uyển khúc tùy hình? Tại vì họ đủ trí thông minh để họ uyển chuyển. Cũng giống như là cái câu người ta nói là phương tiện quyền xảo, từ bi lợi tế giả bất phạm. Cái phương tiện là cái sự quyền xảo, nhiều khi mình nói xảo đi, nhưng mà cái nói xảo này đem hạnh phúc đến cho nhân loại, đem hạnh phúc, đem sự thương, đem sự bình an cho người chung quanh, thì mình cũng nên uyển chuyển, nhưng vẫn phải lấy cái khuôn vàng và thước ngọc để mà làm chuẩn. Khi mình uyển chuyển thì mình phải cân lo đo được mình đủ khả năng để uyển chuyển hay không, cũng như ta nói vào hang hầm mới bắt được cọp. Nhưng xin kính thưa quý vị, nếu quý vị không phải là võ tòng thì không thể bắt cọp được. Nhưng mà nhiều người lợi dụng cái câu đó, nhiều khi vô hang cọp thì cọp cắn luôn và lôi đi mất vào hang và ăn hết. Cho nên chính vì vậy, sự uyển chuyển phải có cái khả năng, phải có cái trí tuệ mình mới uyển chuyển, còn không thì mình phải đi theo cái khuôn mẫu của nó. Thời điểm nào cũng vậy, xã hội nào cũng vậy. Nếu những ai đi ngoài dòng khuôn mẫu thì người đó sẽ bị mệt lắm ạ. Giống như tôi đang lái xe, nhưng thật thưa quý vị, tôi nói chuyện với quý vị tôi phải ngừng lái xe. Chứ nếu mà tôi lái xe mà tôi vừa nói chuyện tôi thắt và thoát thì chắc chắn tôi sẽ có ngày nào đó tôi cũng sẽ vô bệnh viện. Cho nên đó là cái luật lệ. Thành ra cái đề tài hôm nay là một cái đề tài triết lý rất là thâm sâu. Thường thường thì mình nói thì dễ lắm, nhưng mà đừng nên uyển chuyển một cách vô ý tứ, không phép tắc và không hiểu biết thì là nguy cho chính mình. Cho nên cộng lại,
lấy khuôn mẫu, lấy cái thước ngọc, lấy cái khuôn vàng để làm chuẩn, làm kim chỉ nam cho chính mình. Nhưng nếu như mình đủ khả năng rồi, mình uyển chuyển như thế nào đó là tùy theo dưới cái sự hiểu biết của mình. Đó là một vài cái ý kiến của tôi chia sẻ cho quý vị. Cảm ơn ý kiến của chú nha. Và chúng tôi chuyển đường dây sang một thính giả kế tiếp. Xin mời một thính giả với số cuối là 6026. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào cà phê xá. Dạ, chào anh Nam. Dạ, tôi thì không thích theo khuôn mẫu, nhưng mà có tùy cái mà mình theo, tùy cái mình không theo. Thì giống như tôi nghe cái mà thơ đó, thơ thì có những cái thơ thì phải theo làng theo đồ, nhưng mà có những cái thơ tự do rất là hay. Chẳng hạn như cái bài Hai Chiếc Bao Tigon, thơ tự do nó rất là hay, thì cái đó là không cần theo khuôn mẫu đâu. Rồi còn qua cái vấn đề mà bài thơ mà cô đọc đó, tôi thấy tôi nghe nó hơi chói cái tai. Bà già mà đi nhún nhảy rồi mặc váy ngắn, tôi nghe đó không được. Hai gan thôi. Nó như thế nào đó, già thì khác với cái khuôn mẫu của anh đối với bà già đúng không? Khác quá rồi. Bà già thì nó phải nghiêm túc, nó sao đó, có nghĩa là không hẳn là bà phải ngồi nhà bà đang thiêu cái gì hết, nhưng mà bà phải sao tự nhiên đi nhún nhảy đua xe, tôi nghe bực cái lỗ tai vô cùng. Nhưng mà có nghĩa là có thể như cái cô một cái cô nữa, già rồi có thể mặc đầm mặc kỳ đi nhẹ nhàng thì ok rồi, không có show ra những cái gì. Mà bữa tôi nghe cô Tường Minh, bữa trước đó cô Tường Minh nói mà tôi hết hồn, tại vì cô Tường Minh là cái người mà như là muốn nổi loạn. Cô Tường Minh nói là không có theo khuôn mẫu, rồi nói cái gì là, ví dụ mà mặc đồ già, mặc đồ có quyền già là có quyền mặc đồ hai mảnh chứ. Cô Tường Minh có nói vậy đúng không? Có, tại vì thấy đẹp. Chú Cơ nhớ không, mình đi Cancun á, có một cái cô lớn tuổi cũng ngồi chung cái thuyền của mình đó, cổ mặc bikini hả, cái da cũng nhăn rồi ha, da nhăn rám nắng, mà sao con nhìn thấy con mê lắm luôn, con thấy bạn đẹp quá trời quá đất luôn. Dạ, mà da bả nhăn nha. Cái người nhạy với tôi đó hả? Dạ đúng rồi. Chú có công nhận bả đẹp không? Bả già rồi, bả cũng trạng trạng, cũng phải 60 mấy tuổi rồi, coi như là da nhăn hết rồi, rám nắng ha, bụng thì cũng hơi chảy chứ không phải là ấy, nhưng mà sao mà bả có cái sức hút, thích được cái đầu óc nó vui rất thôi là đẹp. Yeah. Dạ, yeah. Rất là đẹp luôn, không có thấy cái gì mà xấu hết trơn. Dạ. Nhưng mà tôi nói cô nghe cũng tùy coi, bây giờ bữa tôi nghe cô nói vậy mà tôi mới lo cho cô. Nghe một bản, dạ tôi nghe một cái bản tin, mà cái bản tin nó hiện bây giờ còn ở trên báo Người Việt Online đó. Rồi từng rồi nó lên là ở bãi biển San Diego, đây có cái anh chàng đi ra biển là thấy mấy cái cô người đẹp rồi nằm phơi nắng đó, ảnh chạy lại anh hung cái mông của một người, của một cô, rồi ảnh bị là 6 tháng tù và phải đeo cái dòng điện tử để theo dõi. Thì cô có biết là vô mà ông tò ông hỏi tại sao mà mày hung cái mông của bà đó mà mày không hung cái mông của mấy con nhỏ nó còn trẻ. Anh nói tại vì tôi thấy cái bà đó bà sồn sồn, bà còn đưa ra như vậy, tôi không biết nó có gì lạ hơn nói với mấy cái cô trẻ không, thành ra tôi mới hung mông bà. Rồi tôi cắt ảnh như vậy, thành ra tôi nghe cô nói mà nữa mà cô mà khai mảnh mà cô đi tụi tôi sợ cho cô quá. Cho em cái địa chỉ bãi biển đó nha. Dạ, bãi biển San Diego bây giờ. Rồi cô, dạ. Hè năm sau đi. Có tên của anh chàng đó, anh chàng đó 48 tuổi. Vậy là chú, vậy là anh Nam chưa nghe cái câu chuyện này, rồi ngắn thôi để từng mình kể ra cái bà đó, bà nghe là cái khu vực đó là rất là nhiều tệ nạn cướp của giết người hiếp dâm rồi tùm lum hết trơn, nên bà bữa đó bà đi tới cái khu đó để bà coi thử, thì bà tới thì bà cũng bị luôn, bà bị người ta cướp của bà, xong cái nó giật giỏ bà nó chạy đi, bà nói ê chú dừng lại, thằng nói cô cái bà này sao kỳ ta. Cái thằng đó vừa chạy vừa quay đầu lại thì bà nói chứ mới có phần đầu thôi à, phần sau chưa có, mới ta nói là cướp hiếp nhưng mà mới có cướp thôi à. Cười. Đó là chuyện bình thường thôi, cũng giống như một cái bà già mà ở ngoài đào thao tự nhiên bà la lên người ta hiếp giống tôi, người ta hiếp giống tôi, cảnh sát đến tìm không ra, hỏi tại sao bà la lên như vậy. Ồ, đôi lúc mình phải la cho có danh giá chứ.
Thôi, tôi đầu hàng. Thua. Tôi đầu hàng. Thua. Hôm nay thua. Thua. Hôm nay thua. Anh Nam cười sảng khoái dễ sợ luôn. 6656. Dạ, xin chào Cà Phê Sáng. Chào chị. Chào chị. Theo mình thì, dạ, chúc sức khỏe Cà Phê Sáng. Theo mình thì khuôn mẫu là tốt, nhưng mà đừng có đi nó gòn theo quá thì nó sẽ mất đi cái sự mà vui tư vui của cuộc sống. Mình nói ví dụ như là anh chàng hôm nãy nói là già nó thầy kia, nhưng mà người ta già, người ta ví dụ có thể mọi lúc người ta đã nghiêm chỉnh rồi, nhưng một lúc nào đó trong một ngày nào đó, cái ví dụ bãi biển đó, người ta cho quyền mình mặc bikini, thì hãy để cho một ngày sống vui đi. Tại vì nói time so short, life so short, nhiều khi cứ nói là cuộc sống ngắn ngủi lắm, mà sao mình không cho một người đó có một ngày để sống. Ví dụ bình thường người ta đã sống nghiêm túc rồi, một ngày cuộc ví dụ đi tiệc tùng, ví dụ lên có ca nhạc, có nhạc lên tầm mọi người nhảy, thì người già người ta muốn nhảy cũng là chuyện bình thường, muốn có gì gọi là nó không có bị bất giống như vô đạo đức hay là bại lộ. Dạ em nghe cái câu đó nhiều lắm, muốn nhảy cái điều nhạc cho phép. khi mà cái tiệc tùng cho phép thì mình muốn nhảy bình thường, chứ không có phải là nhố nhăng, mình không có kiểu mà biểu diễn show up, thì đó bình thường thôi, mình nghĩ không có gì. Cũng giống như bây giờ như con mình, nhưng mà khi mà nó hỏi mẹ tại sao mình phải nói tiếng Việt khi gặp các người lớn mình phải nói tiếng Việt, cái mình mới giải thích bây giờ nhà mẹ nói nè, bây giờ con nói chào bác có khỏe không, mấy chữ, bây giờ qua tiếng Anh hello how are you, mấy chữ. Con thấy khi mà con nói với người Việt Nam á, thì người ta sẽ đánh giá là ồ, con có bố mẹ biết dạy con rất là ngoan, người ta nói như vậy. Nhưng tại sao mình không chọn cái tốt, tại vì nó cũng là bằng đó chữ thôi nó, cho nên là mình phải giải thích để cho nó vào một cái khuôn khổ mà nó khâm phục khẩu phục. Đó là mình rồi, cứ như nói là tại sao mình phải học tiếng Việt, thì nói nếu có học tiếng Việt được, khi mà con đi làm á, hai người, một người biết một ngôn ngữ, còn người biết hai ngữ, họ chọn ai? Đương nhiên họ chọn người hai ngôn ngữ, thì có lợi cho họ hơn thì con cũng có lợi nữa. Thì từ đó cháu nó mới thuần thục mà để mà nghe theo cái lời chỉ dẫn của mình. Không phải mình nói mình hay, nhưng mình chỉ nói những cái đơn giản đơn thuần, là khi mình cho bắt những đứa trẻ và khuôn khổ là mình phải có một cái plan, một cái sự giải thích rõ ràng, cũng phải có cái lợi và cái hại cho cháu nhìn ra, rồi cháu mới thuần theo được. Đó là còn cùng ra ngoài đời cũng vậy thôi, phải cho mọi người có một cái giây phút để mà sống vui vẻ. Dạ. Chứ nhiều khi bây giờ mình ép quá. Mỗi một người nó có một cái khuôn khác nhau. Dạ. Giống như là hôm qua đây, mới hôm qua thôi, ở nhà bếp thì mọi người mới nói là khoai mỡ, canh khoai mỡ là phải ăn với mắm chưng. Cái Tường nói ủa vậy hả, canh khoai mỡ hai món đó là phải đi đôi với nhau là mới đúng à. Mình nói chứ ủa, hôm bữa nghe cái anh kia nói là ăn canh khoai mỡ là phải đi ăn chung với cái món khô cá sặc. Mỗi người là họ có một cái pair rất khác nhau. Người này nói ông như vậy rồi mới đúng, khoai canh khoai mỡ là phải ăn với mắm chưng. Anh kia thì ngồi cãi, không, canh khoai mỡ là phải ăn với khô cá sặc. Nói chung phải uyển chuyển, phải cho một giây phút, một ngày nào đó mình được thoải mái một chút, chứ mình sống vậy áp lực chết bệnh luôn á. Áp lực chết luôn à. Là đâu ngồi cũng thấy đó, ồ vậy hả, cái món này là phải đi kèm với cái món này như vậy mới đúng, không có được đột phá cái này là lai rồi, không đúng gốc. Đó cũng rất là nhiều ha, trong ẩm thực mình cũng có cái vấn đề đó luôn. Thành ra bữa nay thì cái đề tài nó rộng để cho quý vị có thể tham gia ở mọi khía cạnh luôn, từ văn hóa, ẩm thực cho tới cuộc sống, cho tới ăn mặc, mọi chuyện. Quy hình chung vẫn vô là cái vấn đề là cái khuôn mẫu mỗi nơi, mỗi khác, mỗi người, mỗi khác, mỗi một cái giai đoạn mỗi khác, lứa tuổi nó cũng khác nhau, nam nữ nó cũng hoàn toàn nó khác ha. Chúng tôi cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ, xin cảm ơn cả buổi sáng. Dạ vâng. Mời một thính giả kế tiếp với số cuối là 5860. Chào chương trình. Dạ. Tôi thì tôi nghĩ là về cái ngôn ngữ đó, thì tôi nghĩ ngôn ngữ nó cũng như bất kỳ cái gì khác, nó cũng tiến hóa, nó có những cái ngôn ngữ nó ra đời rồi nó chết đi rồi cũng không ai dùng nữa. Cho nên đôi khi á, hôm trước tôi có nói chuyện với một cái cô dạy tiếng Việt, thì cô bảo là đôi khi á, mình phải học một cái tiếng Việt làm sao á mà hàng triệu người Việt Nam ở bên Việt Nam người ta vẫn nói, chứ không mình học tiếng Việt ở đây rồi mình nói một cái thứ tiếng Việt
mà bên Việt Nam họ không hiểu gì cả. Vậy thì nó không còn là tiếng Việt nữa. Đó, cho nên cô nói là thôi mình cứ lấy cái khuôn vàng là như truyện Kiều chẳng hạn. Thì ngày xưa cụ Trạng Quỳnh, cụ Phạm Quỳnh cũng có một cái câu nó rất là nổi tiếng là truyện Kiều còn thì tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Cho nên là có thể là mình ngôn ngữ thì nó có thay đổi theo thời thế, nó thay đổi theo cái thể chế chính trị. Nhưng mà cái gì người mình cũng phải gạn đục hơi trong, vậy thôi. Chứ còn mình cũng không có bài xích là cái ngôn ngữ đó của bọn cộng sản nó dùng, ngôn ngữ của người quốc gia dùng cái đó. Tôi nghĩ là nó không có hoàn toàn chính xác. Và nghĩ là cái ngôn ngữ thì phải gạn đục hơi trong thôi, vậy thôi. Thưa anh, nói như... Thưa anh, tôi thì tôi có cái nhận xét như thế này về ngôn ngữ bên Việt Nam. Bên Việt Nam nó có hai thứ ngôn ngữ. Thứ ngôn ngữ của những nhà văn Việt Nam, họ viết giống y như cái ngôn ngữ của Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa. Và thứ ngôn ngữ của báo chí Việt Nam và trên Facebook của Việt Nam, nó giống như là cái thứ ngôn ngữ bây giờ người trong nước họ hay xài. Nước Việt Nam bây giờ nó hỗn loạn, người trong nước họ không có đọc văn chương nữa. Họ chỉ đọc báo trong nước thôi và họ đọc Internet thôi. Học đọc những cái chuyện hàng ngày trên Facebook, cho nên họ viết văn y như nhau, tức là cái gì cũng ưng viết tắt là cứ viết tắt, và là nó làm rất là hỗn loạn. Nhưng mà nếu anh đọc cái những chuyện của những nhà văn Việt Nam như Nguyễn Ngọc Tư hay là này nọ cái khác, nó khác hẳn, nó y như thời Việt Nam Cộng Hòa, nó không có khác gì hết. Cái đó thì ngay cả bên Việt Nam người ta cũng tranh cãi rất là nhiều về cái ngôn ngữ của cái ngoài xã hội dùng, và ngay cả cái báo chí họ cũng dùng. Thậm chí cái đó tôi xin lỗi, thì nhiều khi có nhiều người phóng viên đó là viết lách chẳng có trình độ. Dạ, không có gì hết, họ chỉ không biết theo. Họ biết sao, họ không biết sao. Họ ứng viết gì họ viết thôi, và họ tự hào về cái chuyện đó. Rồi á, thậm chí quan chức thì nói năng cũng rất là nhảm nhí. Ngay với chữ quan chức cũng là cái chữ. Dạ, thưa anh, nói vậy thôi, mình nói riêng nó quen. Bây giờ hôm qua mới đọc một cái bài báo ở bên Việt Nam, Việt Nam sẽ sắp sửa xuất khẩu bất động sản ra nước ngoài. Tại sao mà có thể xuất khẩu được bất động sản ra nước ngoài là sao chú? Tôi cũng không hiểu thưa chị. Khiêng cái nhà đi ra bán, khiêng miếng đất đi ra nước ngoài bán hay sao? Tôi không hiểu chuyện đó. Tô Minh thì nghĩ là họ cho phép là người nước ngoài mua đất ở Việt Nam. Có thể là như vậy thôi, nhưng tại mình đọc mình cũng không có hiểu là Việt Nam sẽ cho phép xuất khẩu bất động sản ra nước ngoài. Khó quá. Tôi coi báo Việt Nam, tôi thấy cả lúc viết rất là mình nói rất là tào lao, băng tạm gì hết á. Cái đó là mình nói, không lẽ mình bảo là cái đám phóng viên á nó viết theo ý đảng, vừa dốt nát vừa không có đúng theo cái ngôn ngữ gì hết, không có văn hóa, đúng nghĩa nó không còn văn hóa nữa. Cho nên là ngay bên Việt Nam người ta cũng chỉ trích cái chuyện đó, chứ không phải ở ngoài mình. Ở ngoài thì mình dễ nói rồi, còn ngay Việt Nam người ta còn nói cái chuyện đó. Cho nên là cái chuyện đó thì đôi khi mình nói thì cố gắng mình giữ gìn cái tiếng Việt cho nó tốt. Thì thí dụ như là ngay quý vị trên đài cũng vậy, thì tôi không có dám nói là thế này thế kia, nhưng mà tôi nghĩ là cũng cố gắng làm sao mà giữ gìn cái tiếng Việt mình cho nó tốt. Tôi không nói thế này thế kia nhưng mà nói là thế này thế kia. Thưa anh cứ ráng đi, anh ráng đọc những cái, đừng đọc báo Việt Nam nữa, đọc văn chương Việt Nam nữa, nó khác hẳn. Đọc báo Việt Nam mình mới có chuyện cười chứ chú, mới biết là xuất khẩu bất động sản chứ. Tôi không đọc sao chú biết? Thì cái đó là báo Việt Nam. Phải đọc chứ. Cảm ơn anh nha. Dạ vâng. Rất là vui ha. Chắc là còn rất là nhiều những cái chuyện để mà mình nói chung quanh trong cái vấn đề này. Thôi thì hẹn quý vị trong những dịp khác. Đến đây thì cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị có một ngày thứ sáu nhiều niềm vui cũng như cuối tuần thật là nhiều hạnh phúc bên gia đình. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com. 1-855-855-5888.
Xmart, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.